Trận động đất có độ lớn 7,8 tại miền nam Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Bắc Syria sáng ngày 6 tháng 2 được ghi nhận là cơn địa chấn gây thương vong nhiều nhất trong nhiều thập kỷ qua tại khu vực này. Tính đến thời điểm hiện tại, hàng chục nghìn người đã thiệt mạng và con số này dự kiến vẫn sẽ tiếp tục tăng. Trong điều kiện thời tiết bất lợi, công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương. Những tia hy vọng liên tục được thắp lên mỗi khi tìm thấy người còn sống sót. Hôm qua, ngày 13 tháng 2, lực lượng cứu hộ đã kéo một cậu bé 13 tuổi ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở tỉnh Hà Tây, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, hơn một tuần sau khi trận động đất kinh hoàng xảy ra tại nước này. Video ghi lại hình ảnh cậu bé nắm chặt tay nhân viên cứu hộ, được ủ ấm trước khi được đưa ra ngoài xe cứu thương để đội ngũ y tế chăm sóc.